Bữa nay chính tay tháng 4 nha quý vị ơi. Bữa nay con tự biên, tự diễn, tự múa một mình luôn. Rồi tự ca, tự hát luôn. Kamagage của con đi tắm rồi. Thì cái anh gì ta? Anh gì dưới Sóc Trăng ta? Đây vú sữa đây đại ca ơi, vú sữa đây, hoành gốc nó nằm ở bao nhiêu không biết nữa, em đo đường kính đây nha, tại có một mình thôi. Đây tàn tán là ok hết rồi, đang thiếu nước, anh em chuẩn bị tưới nước vô cho nó hồi cây lại đây. Rồi. Đây, hoành gốc nè ha. Tùy cây, có cây 2 triệu, có cây 1 triệu rưỡi tùy cây, tại vì lô này nuôi chậu nên là có cây nó đều, có cây nó không đều nha đại ca ơi. Đây, 4 phân, 5 phân tùy cây. Rồi. Tán là ok rồi. Bao tròn luôn, bao tròn bao đẹp luôn. Cây này thì nhỏ hơn xíu thì rẻ tiền hơn chút, nhưng mà tán cũng rất là đẹp luôn. Cây nào tán cũng đẹp hết trơn, hết trọi á. Ok chưa? Rồi cho qua nha mọi người ơi. Cây nho này hôm bữa là nói sale là bao cước, không bao cước là giá 1 triệu. Nó vẫn còn ở đây mà quanh gốc là hôm bữa đo bao nhiêu ta? Khô nước dữ rồi. Quanh gốc nè, nó nằm vậy đi, cứ đo đường kính là nó nằm ở khoảng 4 phân 3 phân rưỡi vậy đi. Gốc nó to lắm, tại đế nó lồi á nên gốc nó to. Cây này là 1 triệu không bao cước nha. Rồi ok cho qua luôn. Măng cục vàng là chỉ còn có 1 2 3 cây, 4 cây thôi, giá 2 triệu rưỡi một cây. Lụ này bứng về theo yêu cầu của khách nè, trái rụng tơi tả luôn. Trái này là còn to, đủ sức là khoảng 800 gram nha mọi người. Hàng này chưa lên màu ha. Lên màu là nó sẽ rất to, trái to nó sẽ lên màu. Trời trời tiếc. Trời ơi cái trái nó bự. Còn bự rất nhiều, nhìn cái da là mình sẽ biết nó to đến mức nào rồi ha. Rụt như vậy đã ngọt. Đã ngọt rồi á. Con tiếc con ăn thử là bên trong đã ngọt rồi nhưng mà vẫn chưa lên màu thôi ha. Ruột là hạt là bao mềm cho mình luôn. Này là bứng về theo yêu cầu của khách. Cái gì nữa, dọn hết rồi, hàng bán hết rồi nhưng mà không nhập được về nữa, khổ lắm. Dịch khổ lắm à. Đây, cái lô tứ quý này là nói chung là hàng zin. Nó như thế này thì là 1 triệu bao cước về tới nhà cho mình. Cây đang rất là nhiều hoa, nhiều trái luôn. Gốc là nó nằm ở đường kính gốc là nó nằm khoảng 2 phân rưỡi. 2 phân rưỡi nha. Chỉ đo phân thôi, không đo quanh được. Tại vì chỉ có một cái tay thôi, không có đo quanh được nha. Đây, lô này nhiều. Lô này là zin từ A tới Z. Còn cái lô nho cục đầu này con đang thanh lý. Hiện tại con đang có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5, 6, 7, 8 8 cây. Tất cả là 8 cây. 8 cây bên đây, 8 cây bên kia, hình như 5, 6 cây gì nữa đó. Thì là cục đầu như thế này. Giá là bán cho mình với cái giá là 800 ngàn không bao cước nha mọi người. Nhưng mà cước thì nó rất là rẻ, chỉ có 7 ngàn đồng một ký lô thôi. Đây này, đường kính gốc là nó nằm ở khoảng 3 phân, 3 phân rưỡi. Đây, đấy là hoành gốc nó nằm ở đây, đường kính gốc nó nằm khoảng 3 phân. Đây này. Lô này là riêng si nhá, 3 phân, 3 phân rưỡi. Đã có hoa và đã có trái hết rồi. 800 ngàn một cái lô như thế này. Khi con giao cho mình đó là con sẽ nhổ chậu ra, lấy 1 phần 2 cái chậu đất này thôi ha, bó bào kỹ và vô nước giữ ẩm đàng hoàng. Để về mình thay chậu mới cho con nha. Lô này là 800 ngàn, đang thanh lý cái lô này luôn. 800 ngàn không bao cước. Tiền cước về tới mình nó nằm ở khoảng 6-70 ngàn thôi, không cao hơn đâu. Tại vì con gói gọn lại mà, nhổ chậu ra không để nguyên chậu cho mình nha. Ê, hồng đen bữa nay hồi rồi nè. Chưa giao đi Sóc Trăng, tại ghép xe không có. Đây, cây này là 1 triệu nè, vẫn còn nguyên vẹn đầu, đích đàng hoàng ha. Cây này to chứ không có nhỏ đâu, hoành gốc nè. Đường kính nè, đường kính gốc là 3 phân nha mọi người. Đó, 3 phân. Đang có nhiều hoa, cây này 1 triệu không bao cước. Cục đầu này là 800 không bao cước. Số lượng ở vườn là có hơn 10 cây. Nó tầm 15 cây cục đầu nha. 15 cây cục đầu không bao cước. Đấy. Còn nho đỏ 12 vụ này là 2 triệu 2. Lô này 2 triệu 2. Thưa rồi. Bữa giờ bán hết luôn, trống vườn không nhập đồ gì được nữa. Đây. 2 triệu 2. 2 triệu 2 không bao cước. Đây đây đây. Góp đây. Gốc nó nằm ở mấy phân nhỉ? 3 phân rưỡi, 4 phân nha mọi người. 3 phân rưỡi, 4 phân tùy cây nha. Tùy cây. Đây,
như cây này nè. Cây này rất là to. Cây này nó nằm ở 4 phân luôn. Đây. 4 phân hơn luôn. 2,2 triệu lô này nha. 2,2 triệu không bao cước cho mình lô này. 2,2 triệu. Số lượng có hạn nha mọi người, hết rồi, hết hàng rồi. Heo chân con qua đây nè. Chờ hàng thanh lý, chờ hàng sale mà. Có nhiều cô chú vậy á, chờ hàng sale, chờ hàng thanh lý cũng còn không mà. Khổ lắm. Cái lô nho dâm cành đó là con còn được 2, 4, 6. Còn khoảng được 10 cây. 10 cây thì bán 1 triệu 100 ngàn một cây, không bao cước cho mình nha. Ship từ 5 cây, 1 2 cây không ship nha. Rồi ok. Vú sữa hoàng kim thanh lý luôn. Thanh lý dọn vườn 20 ngàn cây. 20 ngàn cây. 20 ngàn cây nha mọi người. 20. Thanh lý dọn vườn, thanh lý dọn vườn. Rồi. Còn gì nữa ta? Hồng đen sô cô la giống hết rồi. Còn khoảng tầm 10 nhánh. 350 ngàn một cây, không bao cước nha. Số lượng có hạn, dịch nhập không có về được nữa. Còn măng cụt vàng thì 300, măng cụt vàng thì 300 nha mọi người. Măng cụt vàng thế này thì 300 ngàn một cây nha mọi người. Đó. 300 một cây măng cụt vàng như thế này nha mọi người. Còn cái lô nho đỏ này đang chờ có hoa đang bán cho mọi người. Lô này lô zin. Vú sữa này thanh lý, thanh lý 100 ngàn một cây vú sữa, không bao cước cho mọi người. Nho đỏ giống, nho đỏ giống, nho đỏ giống này 70 ngàn, 70 ngàn. Tứ quý giống thì 50 ngàn, đỏ giống thì to hơn nhiều ha. Lô này thì 1,250 không bao cước. Ấy 1,250 bao cước ạ. Còn cái này đỏ nè, đỏ này là đỏ buộc dây lông đen nè. Hai cây này đang có trái, đang có hoa nè. Là 1 triệu bao cước về tới nhà nè. Hết rồi, trống vườn luôn. Không nhập cây được nữa. Ngày mai con cẩu tất tần tật các đồ ở đây đi á, là hết khoảng 30% cây đi là trống nữa. Nhưng mà hàng lại về không được, khổ lắm. Cây này đẹp nè mọi người. Có ai thích cây nho đỏ này không ạ? Cây nho đỏ đường kính gốc nó nằm ở khoảng 4 phân như thế này nha mọi người. 1,250 bao cước, đang có hoa này, đang có hoa, đang có hoa nha mọi người. Hanh trà này trồng chứ không có bán, mua trồng. Mới dặn người ta hanh trà ngọt, bao vip, bao chất luôn. Tại vì con là huyện Bình Minh, con ở ngay cái xã Đông Thành, tức là cái xã thuộc về là chùm cái xứ thanh trà ở đây. Nhưng mà con ăn thanh trà con còn mê nữa. Thanh trà ngọt này con mua là giá 250 ngàn một cây giống đó. Loại này là loại trái to, tròn, vip, chứ không phải là loại thanh trà ấy. Loại thanh trà này là trái to, vip. Loại này mới sau này thôi, mới đột biến sau này. Còn loại thanh trà ngọt ngày xưa thì chỉ có ngày xưa thôi. Trái nó hơi dài, ửng hồng, nhưng mà vẫn to. Nhưng mà loại này thì trái nó tròn nha. Vip này mua trồng nè. Hàng cơ vip. Mua ngay xứ sở, xứ địa mà, xứ mô. Cây nho này hôm bữa là trả đi trả về là lý do là không gửi được, chỗ nó bị dùng dịch. Còn cây nho này là ship rồi, khách chốt xong rồi nhưng chưa giao, nhiều việc quá. Gì nữa ta? Cây bánh kem hôm bữa con sao 200 ngàn, chừng 1 ngàn người gọi cho cây bánh kem này nhưng mà con không ship, lý do là nó bị thối rễ. Ai đó chốt cái bánh kem này rồi á mà con không giao thì nho là tại vì thối rễ nó hư nó chết nên là con không dám giao cho mình nha mọi người. Nói chung là sao chứ hàng nó cũng ok ổn định con mới dám bán nha. Cái gì nữa ta? Đâu còn gì quay nữa. Hồng đen sô cô la đang hoa này thì số lượng còn khoảng chừng chục cây thôi. Số lượng còn khoảng chục cây thôi, 1,5 triệu một cây. Nhưng mà dịch không nhập được nữa, chỉ còn bấy nhiêu là con bán bấy nhiêu thôi. Vườn trống trơn luôn. Cây nho 12 vụ này để hái vô ngâm rượu mới được. Quá trời đẹp luôn.
khách mua rồi nhưng mà chưa giao. Còn cái gì nữa không ta? Nè, cây nho này rất là đẹp, một cốt lên mà nó ra rất là nhiều nhánh, nhìn nhìn như cây quạt luôn. Cây nho này là 1.250.000 nè. Có ai đang nghía cây nho này không? Có ai đang nghía thì gọi ngay 0945707848 giùm con nha. Cây tứ quý này là 2.500.000 nè, to cao tầm khoảng 2m2 đến 2m5 tùy cây. Đây, lô này, lô này cao cao muốn bằng bờ rào luôn á, 2.500.000. Trời ơi, cái giá, giá rụng rúng. Cẩm thạch của con nó có trái ở dưới rễ luôn nè mọi người. Lô tứ quý này là 15 triệu nha mọi người. Tứ quý gốc to, chín dữ, người ta để hái nhầm rượu bỏ uổng quá. Chín bóng hết trơn rồi trời. Hết hàng rồi. Lô tứ quý này thì 1 triệu bao cước về tới nhà. Gốc nãy con có đo cho mình rồi á. Rồi thôi con chào cô chú anh chị nha. Tại vì hết hàng thật sự là hết, không còn gì để quay luôn á. Nho thì con vẫn còn bình thường, nhưng mà còn với số lượng nó không có được nhiều như ngày trước nữa. Giờ cấm biên, Trung Quốc cấm biên rồi, dịch không có nhập đồ gì được nữa trơn. Còn gì con quay sơ sơ cho mình xem. Cô chú nào theo chân con coi ha, theo dõi con coi, ví dụ như không có Zalo á, mình để ý cái cây nào đó nó cặp tường, cặp gào gì đó thì mình thích thì mình gọi cho con nha. Lô tứ quý cao nè, 1.200.000 nè, vẫn còn được 3 cây thôi, hết rồi nó. Trời ơi, khổ lắm, không nhập đồ được nữa. Cây này cũng khá là đẹp, 1.250.000. Tứ quý này ở đằng kia trồng cái đây hay gì sao thấy nó kỳ kỳ vậy trời. 12 vụ, lô 12 vụ nè. Tứ quý nè, tứ quý này mai giao khách rồi. Ổng kêu không được hái trái của ổng, để nguyên cho ổng. Hồng hạnh, hồng hạnh trong nhà rồi. Thôi con chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Chúc tầm khoảng 3-4 hôm gì nữa đó, nhớ là